Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 26 tháng 2 năm 2023, kênh xin được cập nhật giá sầu riêng tại các khu vực để bà con tham khảo. Giá vẫn đang ổn định ở mức cao. Tại miền Tây, mức sang kinh từ 260 cho tới 280.000 đồng. Ri sáo hàng đẹp từ 90.000 cho tới 107.000 đồng. Ri sáo mua xô từ 70.000 đến 75.000 đồng. Sầu riêng Thái hàng đẹp từ 110.000 cho tới 130.000 đồng. Sầu riêng Thái mua xô từ 100.000 cho tới 105.000 đồng. Tại miền Đông, ri sáo hàng đẹp từ 80 đến 95.000 đồng. Ri sáo mua xô từ 65.000 đến 70.000 đồng. Sầu riêng Thái hàng đẹp từ 110.000 cho tới 120.000 đồng. Sầu riêng Thái mua xô từ 90.000 cho tới 100.000 đồng. Tại các tỉnh Tây Nguyên, ri sáo hàng đẹp từ 80 đến 95.000 đồng. Ri sáo mua xô từ 65.000 đến 70.000 đồng. Sầu riêng Thái hàng đẹp từ 110.000 cho tới 120.000 đồng. Sầu riêng Thái mua xô từ 90.000 cho tới 100.000 đồng. Giá kênh cập nhật vẫn luôn là giá thương lái mua tại vườn. Tùy lái tùy đoạn đường vận chuyển xa hay gần mà giá sẽ có.